với sự đơn giản không thể ngờ tới, sự nhịp nhàng của nó đã khơi nguồn cho những cảm xúc phức tạp của con người. Nó sẽ đập 2,5 tỷ lần trong suốt cuộc đời của một con người, bơm khoảng 250 triệu lít máu. Không có một cơ quan nào khác lại gắn với đời sống tinh thần của con người đến như thế. Sự tồn tại rất thực của nó đã trở thành nhịp điệu của cuộc sống. Hãy khám phá những bí ẩn của trái tim trong chương trình Cần có hai người để nhảy điệu tango, và cần có hai người để yêu nhau. Hai tâm hồn đồng điệu, hai trái tim chung một nhịp đập. Nhưng câu chuyện về trái tim đã tạo ra một ấn tượng sai lệch về hình ảnh đích thực của nó. Nó chẳng sinh ra cảm xúc. Trái tim chỉ đơn giản là một cái bơm đưa máu tới những nơi xa nhất trong cơ thể thông qua một mê cung của các mạch máu. Trong số các cơ quan nội tạng của chúng ta, trái tim là duy nhất. Đó là cơ quan duy nhất mà ta cảm nhận được sự hoạt động của nó, nhất là khi chúng ta khiêu vũ hay luyện tập. Âm thanh của trái tim là sự khẳng định của sự sống. Đó là dấu hiệu báo rằng tất cả mọi bộ phận của cơ thể ta đang nhận được dòng máu tươi, mang theo năng lượng, sức khỏe và sức sống. Máu là dòng sông của cuộc đời. Trong hành trình đi vòng quanh cơ thể, nó cung cấp dưỡng chất cần thiết cho mỗi tế bào. Nó cũng là một thiết bị thu gom rác thải, mang đi những chất thải ra từ các cơ của chúng ta. Máu mang các mặt hàng của mình đến và đi trong các mạch máu nhỏ nhất, nằm đan xen giữa các tế bào của cơ thể. Những hàng hóa mang tới bao gồm có thức ăn, nước và các hóa chất khác, nhưng mặt hàng cấp thiết nhất là oxy. Mỗi tế bào trong cơ thể liên tục phải cần đến oxy nguyên chất. Để hoàn thành một điệu nhảy, Miguel và Nubia cần có một dòng máu chảy không ngừng với lượng lớn. Từ đầu tới chân, cơ thể người chứa khoảng 6,8 lít máu. Máu đi qua một mạng lưới mạch máu phức tạp qua mỗi cơ bắp, mô và cơ quan. Nếu nối các đầu mạch máu lại, chúng có thể kéo dài tới 160.000 km, đủ dài để vòng quanh trái đất 4 lần. Quả tim tạo ra lực đẩy, khiến cho máu luôn lưu thông. Trong các mạch rộng, máu chảy với tốc độ khoảng 1,6 km một giờ. Nhưng khi tới các mao mạch nhỏ nhất, nó giảm vận tốc đi 1.000 lần. Sự di chuyển chậm chạp này khiến cho máu có đủ thời gian để trao đổi chất với hơn 60 tỷ tế bào của cơ thể. Quả tim có thể tăng tốc hay làm chậm lại toàn bộ quá trình lưu thông máu. Một cơ thể đang nghỉ ngơi thì không cần nhiều oxy lắm. Quả tim đập chậm rãi và máu cần tới 1 phút để đi khắp cơ thể và trở về. Nhưng sự luyện tập hoặc sự kích động sẽ khiến tế bào đói thức ăn và oxy. Quả tim phải bơm nhanh hơn để đảm bảo sự cung cấp đầy đủ. Và lúc này máu của Miguel đi quanh cơ thể anh chỉ trong 10 giây. Dòng máu di chuyển tới những cơ bắp đang hoạt động với cường độ cao của anh đã tăng tốc lên 20 lần. Quả tim của anh bơm khoảng 15 lít máu mỗi phút. Dù là người có sức khỏe tốt như Miguel thì cũng phải mất một lúc nhịp tim của anh mới trở lại mức bình thường. Dù đã hồi phục,
Cơ thể anh vẫn cần thêm dưỡng chất do máu mang tới, nhất là oxy được những tế bào đặc biệt chuyên trở tới. Máu đặc hơn nước bởi nó chứa đựng nhiều loại tế bào khác nhau. Những tế bào chuyên trở oxy màu đỏ đã tạo nên màu đặc trưng cho máu. Nếu không có chúng, máu sẽ có một màu vàng nhợt nhạt. Một giọt máu cũng chứa tới 5 triệu tế bào màu đỏ. Có khoảng 2.500 tỷ tế bào, tức là 40 tế bào cho mỗi một tế bào của tất cả các cơ quan khác trong cơ thể. Tế bào màu đỏ được tạo thành bởi những ngăn chứa chủ yếu là để chuyên trở oxy. Trong hình mô phỏng huyết cầu tố này, bốn vùng nhỏ màu vàng có vai trò tối quan trọng. Chúng có chức năng thu hút oxy. Phần còn lại của phân tử khổng lồ này, một tập hợp của 10.000 nguyên tử, chỉ là một cái giá đỡ. Hai lá phổi chứa đựng một mạng lưới mạch máu dày đặc. Chúng bị bao quanh bởi những túi khí nhỏ li ti. Đây là nơi huyết cầu tố thu nhận oxy. 1/5 lượng máu của cơ thể có mặt thường trực ở đây để thi hành nhiệm vụ tối quan trọng này. Một dòng máu ào ạt chảy trong hàng triệu mao mạch nằm đan xen giữa các mô phổi. Oxy từ túi khí dễ dàng thấm qua thành mạch mỏng manh vào máu để cho các tế bào màu đỏ mang đi. Máu hơi có màu xanh khi có nồng độ oxy thấp. Và khi chứa đầy loại dưỡng khí này, nó hồng lên một màu đỏ khỏe mạnh. Nguồn cung cấp oxy lỏng giờ đây đã sẵn sàng đi tới bất cứ nơi nào cần đến. Và đó là nhiệm vụ của quả tim. Nép vào hai lá phổi, quả tim có kích cỡ lớn hơn một nắm tay và nặng chừng 400 gram. Hình ảnh trên máy quét này cho thấy một quả tim đang hoạt động, đều đặn bơm máu. Khác với điều mọi người thường nghĩ, quả tim nằm ở giữa lồng ngực, nhưng phần dưới cùng lại co bóp mạnh nhất. Vì thế chúng ta mới cảm thấy rằng quả tim của chúng ta nằm ở phần bên trái cơ thể. Bình thường quả tim đập 70 lần một phút, 100.000 lần đập mỗi ngày trong suốt cuộc đời. Mỗi lần đập, quả tim bơm được lượng máu tương đương phần rượu vang còn lại trong cái cốc này. Vách ngăn trong quả tim được tạo ra từ một loại tế bào cơ đặc biệt. Nhìn qua kính hiển vi, ta thấy mỗi tế bào tim luôn không ngừng co giãn. Mỗi tế bào có một nhịp điệu riêng, nhưng ngay khi hai tế bào chạm vào nhau, chúng liền chung một nhịp đập, được điều khiển bởi những dòng điện có cường độ yếu. Kết quả hệ thống điện của quả tim trên máy quét cho thấy những dòng điện quét qua các cơ. Chúng bị điều phối bởi những tế bào thần kinh có chức năng điều hòa nhịp tim. Dây thần kinh điều hòa nhịp tim điều phối nhịp đập của quả tim. Nó còn nhận được những thông tin từ các bộ phận khác của cơ thể, tăng tốc hay giảm tốc độ dòng máu chảy ra tùy theo yêu cầu. Các cơ bắp cần nhiều máu hơn khi chúng vận động, và những cảm xúc mạnh còn làm xáo động nhịp đập của tim. Tình yêu và nỗi sợ hãi đều có thể làm tim đập mạnh. Cơ quan làm việc không ngưng nghỉ này trông có vẻ cực kỳ phức tạp, song nó lại có cấu tạo rất đơn giản.
Các van chia quả tim ra làm 4 ngăn rỗng. Chúng hoạt động thành từng đôi để tạo ra 2 cái bơm riêng biệt. Một đẩy máu đã giải phóng oxy về phổi, trong khi cái kia thì đưa máu đi khắp cơ thể. Thành của ngăn tim được tạo ra từ các cơ thuần nhất và co bóp lại theo một chu kỳ đều đặn. Và các van rất dai, song cũng rất mềm dẻo, đảm bảo cho máu chỉ đi theo một chiều. Bốn ngăn của quả tim nhìn rất khác nhau, song chúng lại có công việc giống nhau. Mỗi lần tim co bóp, các cơ đẩy máu qua một con đường. Khi áp lực không còn, các van đóng lại để máu không bị đẩy trở về. Những chiếc van làm việc cẩn mẫn đã khiến người ta biết đến hoạt động của quả tim. Khi hai van chính đóng mở nối tiếp nhau, chúng tạo ra âm thanh của nhịp đập kép của quả tim. Một phút là quãng thời gian để cho máu đi khắp cơ thể và quay trở về. Điểm xuất phát là từ phía bên trái của quả tim, còn gọi là tâm thất trái, chiếc bơm mạnh hơn trong hai chiếc. Ngăn phía trên chứa đầy máu mang oxy từ phổi đến. Những cột trống có thể đàn hồi được của những ngăn tim này được làm từ cơ và sợi dai. Chúng giúp ép hết máu ra ngoài trong mỗi lần tim co bóp. Sự co bóp của thành mạch đẩy máu ra ngoài qua chiếc van nhỏ xíu. Hai cái nắp tạo thành hình cái mũ của một vị giám mục. Những sợi dây giữ cho tim ở đúng vị trí gọi là các gân tim. Máu vào ngăn bên dưới, tâm thất trái. Tại đây, nó được chứa trong những cơ khỏe nhất của quả tim. Khi ngăn này đầy máu, bức tường cơ đột ngột co bóp mạnh. Chiếc van thông với ngăn phía trên, bên phải, đóng nhanh lại. Máu chứa oxy và năng lượng bị đẩy ra ngoài quả các tim, động mạch và đều dẫn trái tới các mao mạch. Một mao mạch chỉ dài khoảng 0,6mm. Toàn bộ chiều dài của nó cũng không lớn hơn bề ngang của một sợi tóc. Các mao mạch hẹp tới mức đôi khi các tế bào máu màu đỏ phải uốn cong lại để lọt được qua. Đó là nơi máu giải phóng những hàng hóa quan trọng của nó là oxy và chất dinh dưỡng, và lấy đi những chất thải của tế bào. Để lại oxy và chứa đầy khí carbonic. Giờ đây, máu phải bắt đầu hành trình trở về tim và phổi. Các mao mạch dẫn tới các tĩnh mạch, vốn được kết nối với nhau để tạo ra những mạch máu lớn hơn. Một tĩnh mạch thường nằm ngay bên cạnh một động mạch chạy theo chiều ngược lại. Mỗi giây, hai mạch máu này chuyên chở một lượng máu như nhau. Nhưng tĩnh mạch màu đen phải có kích thước lớn hơn. Trong động mạch, máu di chuyển rất nhanh, được đẩy đi bởi nhịp đập mạnh mẽ của quả tim. Nhưng áp lực đã giảm đi khi tới những mao mạch nhỏ bé và di chuyển trong tĩnh mạch chậm hơn. Vì thế, những mạch máu này phải lớn hơn để có được dòng chảy như nhau. Thành tĩnh mạch không được tạo nên từ các cơ, nhưng lại có thể rút được năng lượng từ các khu vực xung quanh. Các cơ co bóp chỉ để đẩy máu. Những van nhỏ ở tĩnh mạch ngăn không cho máu chảy ngược trở lại.
Những van này có vai trò sống còn với con người hơn là ở tất cả các loài động vật có bốn chân khác. Khi tổ tiên của chúng ta biết đứng thẳng, khoảng cách từ chân tới trái tim tăng lên 50%. Dòng máu quay trở về phải vượt qua độ cao khoảng 140 cm, chống lại trọng lực. Khi những tĩnh mạch chính về đến phần giữa cơ thể, chúng không còn bị bao bọc bởi những cơ bắp luôn bận rộn nữa, mà được trợ giúp bởi những cơ mà chúng ta vẫn sử dụng để hít thở. Quay trở về phía bên dưới hai lá phổi, tĩnh mạch chính của cơ thể cũng bị co bóp lại mỗi khi chúng ta hít vào. Sự nở ra của lồng ngực cũng góp phần làm hạ áp suất tại đầu tĩnh mạch, khiến cho máu bị hút về phía quả tim. Vào bất cứ thời điểm nào, cũng có tới 60% lượng máu của chúng ta nằm trong tĩnh mạch đang chậm rãi trên đường quay trở về tim. Lượng máu đó nhiều gấp 3 lần lượng máu ra đi từ trái tim, các động mạch và mao mạch. Bốn mươi giây sau khi rời tim, máu lại quay trở về. Bây giờ là tới lượt chiếc bơm thứ hai, ngăn trên cùng thu nhận lượng máu có màu xanh nhạt đến từ hai tĩnh mạch lớn từ cơ thể và từ đầu, cũng như lượng máu từ hệ thống tĩnh mạch riêng của quả tim. Sau một nhịp đập, máu đi qua van để xuống ngăn tim bên dưới. Cái van này có 3 cánh, nhưng để tránh không cho nó lật ngược ra ngoài, nó cũng được nối với các sợi gân tim. Ngăn phía dưới, tâm thất phải, là chiếc yếu hơn trong số 2 chiếc bơm của quả tim. Những cơ của nó chỉ phải đẩy máu tới một nơi gần hơn và trong thời gian ngắn hơn, đó là tới phổi. Dòng máu thực hiện nốt chặng đường còn lại trong hành trình kéo dài 1 phút của mình, qua phổi và quay trở về điểm xuất phát ở tâm thất trái. Trong thời gian đó, nó giải phóng khí carbonic và nhận lấy oxy. Với lượng oxy mới này, các cơ lại hồi phục và sẵn sàng đi tiếp hành trình. Trái tim có cấu tạo hoàn hảo hơn bất kỳ chiếc bơm nào mà con người đã tạo ra. Nó tự điều chỉnh, tự sửa chữa và tự tạo cho mình sức mạnh. Điều đó khiến cho nó có một giá trị tượng trưng vô cùng mạnh mẽ. Suốt trong lịch sử của mình, loài người đã coi trái tim là trung tâm, là biểu tượng chung của lòng dũng cảm, tình bạn và tình yêu.